Trong khi đó bên phía Topelan bình định, họ chỉ cần hòa là có thể kê cao gối ngủ khi lọt vào top 8. Dù vậy, rõ ràng đội bóng đất võ không hề có ý định toan tính hòa là được trước Hoàng Anh Gia Lai. Thay vào đó họ đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu, chủ động kiểm soát bóng tốt, không cho đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak có cơ hội triển khai lối chơi tấn công sở trường của mình. Triển khai được lối chơi kiểm soát bóng tốt của mình, Topelan Bình Định thực sự có được thế trận tốt hơn nhiều so với đối thủ. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai không có được bất kỳ cơ hội nào trong hiệp đấu không có sự góp mặt của Tuấn Anh do dính chấn thương, thì đội bóng chủ sân Quy Nhơn liên tiếp có được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Tuấn Linh. May mắn cho đội bóng Phố Núi khi họ giữ sạch mảnh lưới trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên. Song rốt cuộc, chỉ vì một tình huống sơ sẩy ở phút bù giờ đầu tiên, công sức của các học trò huấn luyện viên Kiatisak đã đổ sông đổ biển. Phút 45+1, sau tình huống Tuấn Linh đâm bóng cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai từ cú dứt điểm kỹ thuật của cầu thủ Bình Định, Rafaelson nhanh như chớp xâm nhập vòng cấm, khiến Châu Ngọc Quang phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Hiệp 2 diễn ra với thế trận tương tự như hiệp đấu đầu tiên. Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi hoàn toàn lép vế trước đối thủ, dù họ cần đến hai bàn thắng nữa để thoát khỏi cửa tử. Chỉ có sự khác biệt là Topelan Bình Định cần ít thời gian hơn để có được bàn thắng. Sau hàng loạt pha tấn công nguy hiểm, phút 74 lại là Rafaelson kết thúc pha phản công thần tốc của đội nhà bằng pha lắc bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái tung lưới đội bóng Phố Núi. 2-0, cơ hội coi như chấm dứt với Hoàng Anh Gia Lai.